5, 6. Bảy, năm. Tám, năm. Năm, chín. Sau khi khởi đầu thuận lợi, Túc Danh hiện nay đang khựng lại. Sáu, chín. Mười, sáu. Cơ hội kết thúc ván thứ nhất của Đình Duy. Và 11-6. Lê Đình Duy đã vượt lên ván thứ nhất với tỷ số 11-6. Lê Đình Duy là vận động viên kiện tướng quốc gia, năm nay khoác áo dầu khí thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng trên cúp NTB lần thứ 3. Anh là cây vợt chủ lực giúp cho dầu khí thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở trận chung kết đồng đội nam. Trương Thúc Danh là vận động viên hàng đầu của tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm liền đoạt chức vô địch đơn nam của tỉnh. Ván thứ hai, Thúc Danh giao bóng 0-1. Một đều. Hai, một. Một, ba. Một, bốn. Bốn, hai. Năm, hai. Ba, năm. Bốn, năm. Năm đều. Pha ghi bóng chính xác của Thúc Danh, tỷ số này là 5-6. Bảy, năm.
8, 5. Sáu tám. Pha dứt điểm rất chính xác của Đình Duy. Bảy tám. Tám đều. Cú ngã bóng tạt phía bên trái của Đình Duy rất hay, giúp anh vươn lên. Tám chín. Chín đều. Chín mười. Pha gài bóng ngắn bàn sau đó dứt điểm chính xác của Đình Duy sang bằng tỷ số một đều. Mười một mười. Và 12-10 cho Đình Duy. Tạm thời Đình Duy vượt lên dẫn trước 2-0. Như chúng ta biết, Lê Đình Duy là vận động viên kiện tướng quốc gia. Hiện nay anh là cây vợt số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Và năm vừa rồi anh đã cùng với Mai Hoàng Mỹ Trang đoạt chức vô địch đôi nam nữ quốc gia. Tại trận chung kết đơn nữ, đội Nguyễn Uyên Nhi đã vươn lên dẫn trước Nguyễn Khánh Hạ 2-0. Ván thứ ba Lê Đình Duy giao bóng. Không một. Một đều. Pha bạt bóng chính xác của Thúc Danh. 2-1. Hai đều. Ba hai. Ba đều.
3, 4. Bốn điều. Bốn năm. Pha đưa công rất hay và phần thắng nghiêng về Trúc Danh. Tỷ số hôm nay là 6-4. Quả bật bóng rất nhanh của Đình Duy rút ngắn tỷ số còn 6-5. Pha sửa bóng không thành công của Thúc Duy, hôm nay là 6 điều. Pha dứt bóng sát bàn rất chính xác của Đình Duy đưa anh vượt lên nhận trước 7-6. Sáu tám. Sáu chín. Mười sáu, cơ hội để Đình Duy bước lên. Và 11-6. Như vậy là Đình Duy đã vượt lên dẫn trước 3-0. Vẫn còn một khoảng cách so với vận động viên hàng đầu của tỉnh Lâm Đồng vì anh là vận động viên số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Sau hai trận chung kết đơn nam và đơn nữ sẽ diễn ra hai trận chung kết đồng đội nam giữa Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh và công ty xăng dầu Lâm Đồng. Đồng đội nữ giữa công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng gặp công ty Net Việt Thành phố Hồ Chí Minh. Ván thứ tư, Thúc Danh giao bóng. Không một. Những quả gài bóng rất khó chịu của Đình Duy đã giúp anh vươn lên 2-0 ở ván thứ tư. 3-0. 0-4. Năm không. Không sáu. Bảy không. Một bảy.
18. Tám hai. Chín hai. Và 12. Cơ hội kết thúc trận đấu của Đình Duy. Ba mười. Mười bốn. Và 11-4. Chiến vô địch đơn nam giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng trên cúp NTB lần thứ 3 đã thuộc về Lê Đình Duy, Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù thi đấu hết sức tập trung và nhiều cố gắng nhưng Trương Thúc Danh vẫn còn khoảng cách về trình độ so với Lê Đình Duy, kỷ vật số 1 của Thành phố Hồ Chí Minh. Tại nội dung chung kết đơn nữ, tỷ số hiện nay là 2-1 tạm nghiêng về Đỗ Nguyễn Uyên Nhi. Kính thưa quý vị, giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng tranh cúp NTV lần thứ 3 năm 2016 do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Liên đoàn bóng bàn tỉnh tổ chức tại nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thao tỉnh Lâm Đồng từ ngày 28 đến 30 tháng 10 2016. Tham dự giải có trên 150 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ của 10 địa phương trong toàn tỉnh, trong đó có nhiều trung tâm bóng bàn mạnh của các nước như thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tiền Giang và các câu lạc bộ của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó có nhiều vận động viên kiện tướng quốc gia như Hồ Ngọc Thuận, Lê Đình Duy. Một số vận động viên đã khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia như Lưu Nam Phương, Huỳnh Đức Thành khoác áo Bà Rịa Vũng Tàu. Qua gần 3 ngày thi đấu sôi nổi và hào hứng, sáng hôm nay còn các trận chung kết đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Tại trận chung kết đơn nam, Lê Đình Duy kiện tướng quốc gia khoác áo Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng Trương Thúc Danh Sân Dầu Lâm Đồng với tỷ số 4-0. Trận chung kết đơn nữ, Đỗ Nguyễn Uyên Nhi công ty số số kiến thiết Lâm Đồng đang tạm giảm trước Nguyễn Khánh Hạ số số kiến thiết Lâm Đồng với tỷ số 3-1. Sau khi kết thúc hai trận chung kết đơn nam và đơn nữ sẽ diễn ra hai trận chung kết đồng đội nam giữa Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Sân Dầu Lâm Đồng và đồng đội nữ giữa công ty số số kiến thiết Lâm Đồng gặp công ty Net Việt Thành phố Hồ Chí Minh.
hiện nay đang có mặt trên khán đài dự khán cái trận chung kết. Chúng tôi thấy có ông Nguyễn Thanh Nhân, giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban tổ chức, các đồng chí phó giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Đức Việt, chủ tịch Liên đoàn bóng bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng trưởng ban tổ chức. Hiện nay trọng tài đang cho hai đồng đội nam Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh và công ty xăng dầu tập trung làm thủ tục để tiến hành trận chung kết đồng đội nam. Thank you.
Và bên phải tổ trọng tài là đội bóng bàn Nam, công ty xăng dầu Lâm Đồng. Hai đội sẽ thi đấu theo thể thức 4 trận đơn, 1 trận đôi. Đề nghị chúng ta chào đại biểu và khán giả. Và tổ trọng tài cho hai trận đầu tiên, đơn Nam, Nguyễn Hữu Quốc, công ty xăng dầu Lâm Đồng gặp Tô Hoàng Linh, dầu khí thành phố Hồ Chí Minh. Trận đơn Nam đầu tiên. Bên trái của trọng tài chính là Tô Hoàng Linh, dầu khí thành phố Hồ Chí Minh. Và bên phải là Nguyễn Hữu Quốc, xăng dầu Lâm Đồng. Hiện nay đang khoác áo tuyển trẻ Việt Nam. Ván thứ nhất, Hoàng Linh giao bóng. Một, không. Pha dứt điểm chính xác của Hoàng Linh, 0-2. Pha dứt bóng chính xác của Hữu Quốc, 1-2. Hai đều. Hai, ba. Pha dự bóng chính xác của Hoàng Linh, 3 đều. Bốn, ba. Ba, năm. Pha đưa công rất hay và phần thắng nghiêng về Hoàng Linh. Tỷ số hiện nay là 4-5.
pha bạc bóng chính xác của Hoàng Linh. 5 đều. Sáu, năm. Sáu, đều. Sáu, bảy. Bảy đều. Hai vận động viên đang so kè với nhau từng điểm. Tám bảy cho Hữu Quốc. Bảy chín. Bảy mười. Cơ hội vượt lên dẫn trước ở ván thứ nhất của Hữu Quốc. Mười tám. Mười chín. Và 10 đều. Mười, mười một. Pha đưa công rất hay và bàn thắng nghiêng về Hữu Quốc. Tỷ số hiện nay là 11 đều. Mặc dù mới chỉ ván thứ nhất nhưng diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt. Pha bạc bóng chính xác của Hoàng Linh. 11, 12. Thêm một pha đôi công chính xác. Và phần thắng nghiêng về Hữu Quốc. Tỷ số hiện nay là 12 đều. Thank you.
pha đẩy bóng trái tay rất hiểm của Hữu Phước nhưng rất tiếc bóng ra ngoài. Tỷ số hiện nay là 12-13 nghiêng về Hoàng Linh. Pha giật bóng ngoài rất chính xác của Hữu Phước, tỷ số hiện nay là 13-13. Mười bốn đều. Mười lăm, mười bốn cho Hữu Quốc. Và 16-14. Ván thứ nhất diễn ra rất căng thẳng và bàn thắng nghiêng về Hữu Quốc với tỷ số 16-14. Đưa sân Dầu Lâm Đồng tạm thời vươn lên dẫn trước. Tại trận chung kết đơn nữ, đội Nguyễn Uyên Nhi, công ty xổ số Tiến Lâm Đồng đã thắng Nguyễn Khánh Hạ với tỷ số 4-2. Đoạt chức vô địch đơn nữ giải bóng bàn các câu lạc bộ Tiến Lâm Đồng mở rộng tranh cúp MTV lần thứ 3 năm 2016. Ván thứ hai, Hữu Quốc giao bóng. Không một. Một đều. Một, hai. Pha bật bóng trái tay nhẹ nhưng rất hiệu quả của Hữu Quốc. Đưa anh tạm thời vươn lên nhận trước 3-1. Bốn một. Phá dự điểm chính xác của Hữu Quốc 1-5. Hiện nay trên hai bàn 7-5 trận chung kết đồng đội nam giữa Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh và công ty xăng dầu Lâm Đồng, và tại bàn số 4 chung kết đồng đội nữ giữa công ty xổ số Kiến Thiết Lâm Đồng và công ty Nát Việt Thành phố Hồ Chí Minh.
vào. 72 nghiêng về Hữu Quốc. 28. 3 bật bóng chính xác của Hữu Quốc, 29. Khoảng cách hiện nay là 7 điểm, cơ hội để Hữu Quốc vượt lên trong ván thứ hai. Ba, chín. Bóng chạm cạnh bàn. Tỷ số này là 9-4. Pha bảo bóng chính xác của Hữu Quốc, 4-10. Năm, mười. Và 11-5, kết thúc ván thứ hai, Hữu Quốc vượt lên dẫn trước 2-0. Ván thứ ba, Hoàng Linh giao bóng. Một, không. Pha gài bóng trái tay của Hữu Quốc, sau đó bật bóng bằng tay phải để dứt điểm. Tỷ số hiện nay là 1-1. Một, hai. Ba, một. Bốn, một. Một, năm. Hãy
1-6. Họ Linh đang bước lên ở ván thứ 3 để rút ngắn khoảng cách. Tỷ số bây giờ là 7-1. Bảy. Ba, tám. Tám, bốn. Chín, bốn. Năm, chín. Chín, sáu. Hữu Phước đang cố gắng rút ngắn tỷ số. Pha phản công rất chính xác của Hoàng Linh đưa anh bước lên dẫn trước 16, cơ hội để kết thúc ván thứ 3. Mười bảy. Và 11-7. Hoàng Linh đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở trận đơn thứ nhất của nội dung chung kết đồng đội nam. Ván thứ tư, Hữu Quốc giao bóng. Không, một. Hai, không. Ba, không.
4, không. Cổ phước đang có dấu hiệu chừng lại. Hết rồi. Một, bốn. Pha đưa công rất hay và bàn thắng nghiêng về Hữu Quốc, tỷ số hiện nay là 4-2. Năm hai. Ba, năm. Pha dứt điểm chính xác của Hữu Quốc. Tỷ số hiện nay là 4, 5. Sáu, bốn. Bảy, bốn cho Tô Hoàng Linh. Pha dứt điểm chính xác của Tô Hoàng Linh, tỷ số hiện nay là 4-8. Năm tám. Tám, sáu. Pha gầy bóng trái tay rất chính xác của Hữu Quốc giúp anh rút ngắn tỷ số còn 8-7.
Và tỷ số hiện nay là 8 đều. Chín tám. Pha gậy bóng hơi mạnh của Hữu Phước. Tỷ số hiện nay là 9 đều. Mười chín cho Tô Hoàng Linh. Và 11-9. Tỷ số trận đơn thứ nhất của chung kết đồng đội nam hiện nay là 2 đều. Sau khi vượt lên dẫn trước ở hai ván đầu thì Hữu Quốc dừng lại và để cho Tô Hoàng Linh sang bàn tỷ số 2 đều. Ván thứ năm, ai sẽ là người vượt qua để đưa đồng đội mình vượt lên dẫn trước? Ván thứ năm, Tô Hoàng Linh, Dầu Khí, Thành phố Hồ Chí Minh giao bóng. Một không. Không, hai. Không, ba. Ba, một. Bốn, một. Ba, bốn.
5, 3. Năm đều. Sau khi hòa nhau ở bốn ván đầu tiên với tỷ số 2 đều và ván thứ 5, hiện nay tỷ số cũng là 5 đều. Năm sáu. Sáu đều. Pha đưa công rất hay và bàn thắng nghiêng về Hữu Quốc, tỷ số hiện nay là 7-6. Bảy điều. Hai vận động viên vẫn so kè với nhau từng điểm ở ván quyết định. Tiểu Long ở bên phải trọng tài chính giao bóng trước và Đình Duy ở bên trái của trọng tài. Một không. Không hai. Pha bật bóng chính xác của Tiểu Long. 0-3. Không bốn. Năm không. Đình Duy dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số còn 1-5. Hai năm. Hai, năm.
5, 3. Sáu, ba. Bốn, sáu. Năm, sáu. Bảy, năm. Sáu. Bảy, đều. Bảy, tám. Tám, đều. Tám, chín. Mười, tám. Và mười một, tám. Mặc dù hết sức bình tĩnh và tự tin, nhưng quan trọng Tiểu Long vẫn chưa vượt qua được Đình Duy ở ván thứ nhất. Ván thứ hai, Lê Đình Duy giao bóng. Ba, không. Không, bốn. Pha gầy bóng trái tay, sau đó dứt điểm phải tay rất chính xác của Tiểu Long. Tỷ số hiện nay là 0-5. Năm một. Sáu, một. Ba,
17. Một tám. Khoảng cách hiện nay là 7 điểm nghiêng về Quang Trần Tiểu Long. Tám hai. Tám ba. Chín ba. Bốn chín. Mười bốn. Cơ hội để Quang Trần Tiểu Long sang bằng tỷ số ở ván thứ hai. Mười năm. Sáu mười. Bảy mươi. Ở trận chung kết đồng đội nữ, qua trận đơn thứ nhất, nét Việt Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dẫn trước công ty xổ số của Thiết Long Đồng 1-0. Mười tám. Khoảng cách hiện nay chỉ còn là 2 điểm. Và 11-8. Quang Trần Tiểu Long đã chiến thắng ở ván thứ hai sang bằng tỷ số 1-1 qua 2 ván của trận đơn thứ hai trong nội dung chung kết đồng đội nam. Ván thứ ba, Quang Trần Tiểu Long giao bóng. Pha phản công chính xác của Đình Duy. 0-1. Pha tỉa bóng trái tay rất chính xác của Đình Duy giúp anh vươn lên nhận trước. 2-0. Pha bật bóng trái tay chính xác của Tiểu Long rút ngắn tỷ số còn 2-1. Yeah.
2 đều. Ba hai, một pha bóng hết sức bình tĩnh, chống đỡ cú phản công chính xác của Đình Duy và sau đó một pha dứt điểm của Tiêu Long. Ba đều. Bốn ba. Ba năm. Ba sáu. Bảy ba. Tám ba. Đình Duy đã lấy lại thế trận và vượt lên dẫn trước 5 quả. Pha phản công chính xác của Tiêu Long, chúng ta tỷ số xuống còn 4-8. Năm tám. Chín năm. Chín sáu. Sáu mười. Bảy mười. Và 11-7. Đình Duy đã bước lên ở ván thứ 3 với tỷ số 11-7, tạm thời vượt lên dẫn trước 2-1 ở trận đơn thứ 2 trong trận chung kết đồng đội nam. Và ở trận chung kết đồng đội nữ, tỷ số hiện nay là 1 đều qua 2 trận đơn. Trận thứ 3 đôi nữ. Hai bạn.
viên tiếp tục thi đấu. Thi đấu ván thứ tư đi giao. Ván thứ tư, Đình Duy giao bóng, không đều. 0-1. Một đều. Hai một. Một ba. Hai ba. Ba đều. Pha ghi bóng chính xác của Đình Duy. 3 4. Năm ba. Năm bốn. Bốn sáu. Bảy năm. Pha phản công chính xác của Tiêu Long. Tám. Chín bảy. Thank you.
pha đưa công rất hay và phần thắng nghiêng về Tiểu Long. Tỷ số hiện nay còn 9-8 đang nghiêng về Đình Duy. Pha dứt điểm chính xác của Đình Duy, tỷ số hiện nay là 8-10. Và tỷ số hiện nay là 10-10. Một mười nghiêng về Tiểu Long. Mười một điều. Và 11-13, Đình Duy đã kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1, sang bằng tỷ số 1-1 ở nội dung chung kết đồng đội nam. Alo. Như vậy là trận đơn thứ hai chung kết đồng đội nam, Lê Đình Duy, Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng Quang Trọng Tiểu Long với tỷ số 3-1, sang bằng tỷ số 1-1. Tiếp theo là trận đôi nam, Quang Trọng Tiểu Long, Chế Nguyên, Sáng Dầu Lâm Đồng gặp Trần Thịnh, Tô Hoàng Linh, Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh.
ở trận đôi nam. Đôi Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Thịnh Toàn Linh ở bên phải trọng tài chính. Đôi Tiểu Long Chế Nguyên ở bên trái trọng tài chính. Ván thứ nhất, Sân Dầu Long Đồng giao bóng, không đều. Không một. Hai không. Hai một. Một ba. Hai ba. Ba đều. Ba bốn. Năm ba. Pha dứt điểm chính xác của Chế Nguyên. Sân Dầu Lâm Đồng đang tạm thời dẫn trước 6-3 ở ván thứ nhất. Bốn sáu. Năm sáu. Pha đưa công rất hay và phần thắng nghiêng về Sân Dầu Lâm Đồng. Tỷ số hiện nay là 7-5. Tám năm. Năm chín. Sáu chín. Chín bảy. Mười bảy. Tám mười. Chín mười.
10 điều. Và đội Sài Gòn Lâm Đồng đã tạm thời vươn lên dẫn trước ở ván thứ nhất với tỷ số 12-10. Ván thứ hai, Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh giao bóng 0 đều. Một không. Không hai. Một hai. Ba một. Bốn một. Hai bốn. Anh ơi, ơi. Đơn giản thôi. Ba bốn. Năm ba. Sáu ba. Ba bảy. Bốn bảy. Pha phản công chính xác của đội Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ số hiện nay là 8-4. Chín bốn.
Kết thúc ván thứ hai với tỷ số 11-5 nghiêng về đôi dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số hiện nay là 1-1 ở trận đôi nam. Hai không. Hai một. Hai điều. Tôi đang trực tiếp truyền hình tí nữa gọi lại. Đang trực tiếp truyền hình. Đang trực tiếp trên truyền hình vận động anh qua đi. Ba hai. Pha dứt điểm chính xác với phần thắng thiên nhiên về sân nhà Lâm Đồng, tỷ số hôm nay là 2-4. Ba bốn. Bốn đều. Năm bốn. Năm đều. Sáu năm. Sáu điều. Hai bên vẫn so kè với nhau từng điểm ở ván thứ ba. Pha dứt điểm chính xác của Trang Nguyên. Bảy sáu. Và Tiểu Long đã dứt điểm chính xác. Sáu tám. Đang nghiêng về sân dầu Lâm Đồng. Bảy tám. Thank you.
9-7. Cơ hội để đôi Sơn Dầu Long Đồng vượt lên đôi ván thứ ba. Pha dứt điểm chính xác của Trái Nguyên, tỷ số hiện nay là 80 nghiêng về đôi Sơn Dầu Long Đồng. May mắn đã nghiêng về đôi Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh khi bóng chạm cạnh bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 9-10. Thêm một pha dứt điểm chính xác của Trái Nguyên kết thúc trận đấu với tỷ số 11-9. Hiện nay đôi Sơn Dầu Long Đồng đang tạm thời dẫn trước 2-1 ở trận đôi nam. Ở trận chung kết nội dung đồng đội nữ, công ty sổ số Kinh Thiết Long Đồng đang tạm thời dẫn trước 2-1 sau 3-3 trận đấu. Hiện nay đang diễn ra trận đơn thứ tư. Ở ván thứ tư, đôi nam, đôi Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh giao bóng. Không, một. Một đều. Hai, một. Một, ba. Năm, một. Năm, hai. Hãy
pha dứt điểm chính xác của Tiểu Long. Đưa đôi xăng dầu Long Đồng tạm thời vươn lên nhận trước 2-6. 3-6. Bảy ba, khoảng cách hiện nay là 4 điểm đang nghiêng về đôi xăng dầu Lâm Đồng. Bảy bốn, pha sửa bóng ra ngoài của Trần Thịnh. Tỷ số hiện nay là 4-8 đang nghiêng về xăng dầu Lâm Đồng. 5-8. Pha dứt điểm không chính xác của Tô Hoàng Linh, tỷ số hiện nay là 9-5 nghiêng về đôi xăng dầu Lâm Đồng. 9-6. Và pha sửa bóng ra ngoài của Trần Thịnh đã giúp đôi xăng dầu Lâm Đồng chiến thắng tỷ số 19-84, kết thúc trận đấu. Như vậy là đôi nam Quang Trần Tiểu Long, Chế Nguyên, xăng dầu Lâm Đồng đã thắng đôi Trần Thịnh, Tô Hoàng Linh, Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1. Tạm thời đưa đôi xăng dầu Lâm Đồng vượt lên dẫn trước 2-1 ở trận chung kết vòng đội nam. Ở trận chung kết đồng đội nữ, trận đơn thứ tư, đội Nguyễn Nhi đang dẫn trước 2-1 và tỷ số hiện nay đang là 10 đều. Như vậy là trận chung kết đồng đội nữ đã kết thúc với bàn thắng 3-1 nghiêng về đội nữ công ty sổ số Kiến Thiết Lâm Đồng, huy chương bạc đội công ty Nát Việt thành phố Hồ Chí Minh.
Lê Đình Duy, vận động viên kiện tướng quốc gia khoác áo dầu khí Vũng Tàu ở bên phải trọng tài chính. Không một. Nguyễn Hữu Quốc, sân dầu Lâm Đồng ở bên trái trọng tài chính. Hai không. Hai một. Pha phản công chính xác của Đình Duy, tỷ số hiện nay là 2-2. Ba hai. Pha bạc bóng chính xác của Đình Duy. 2-4. Ba bốn. Năm ba. Năm bốn. Ba quả tấn công chính xác của Đình Duy. Số hiện nay là 4-6. Năm sáu. Sáu đều. Bảy sáu. Pha dứt điểm chính xác của Đình Duy. 6-8. Bảy tám. Chín bảy. Mười bảy.
8, 10. Và 11-8, Đình Duy vươn lên nhận trước ở ván thứ nhất với tỷ số 11-8. Ván thứ hai, Hữu Quốc giao bóng, không đều. Pha đưa bóng rất hay và bàn thắng nghiêng về Hữu Quốc, 1-0. Qua bạc tay trái quá chính xác của Đình Duy giúp anh tăng bằng tỷ số 1-1. Thêm một quả bạc tay trái chính xác nữa, tỷ số này là 2-1 cho Đình Duy. Một bốn, Đình Duy với quả bật bóng trái tay chính xác đã giúp, là một vũ khí lợi hại để giúp anh có nhiều quả thắng quyết định. Năm một, bốn quả dứt điểm liên tục bằng những quả bạc trái tay. Sáu một. Một bảy. Hai bảy. Tám hai. Chín hai. Hai mười. Khó có cơ hội cho Hữu Quốc. Ba mười. Và 11-3. 2-0 nghiêng về Đình Duy.
Ván thứ ba, Đình Duy giao bóng. Không đều. Không một. Hai không. Ba không. Một ba. Một bốn. Năm một. Sáu một. Tổ quốc thi đấu hết sức tập trung ở ván thứ ba và đang tạm thời vươn lên dẫn trước 6-1. Một bảy. Hai bảy. Bảy ba. Tám ba. Bốn tám. Pha phản công chính xác của Vũ Quốc. Khoảng cách hiện nay là 5 điểm. 4 9 14. Cơ hội để Hữu Quốc rút ngắn tỷ số ở ván thứ 3. 11-4. Tỷ số ở trận đơn thứ 4 hiện nay là 2-1, tạm thời nghiêng về Đình Duy.
Ván tư Hữu Phúc giao bóng. 0-0. 0-1. Hai, một. Hai đều. Ba, hai. Ba đều. Bốn, ba. Ba, năm. Bốn, năm. Sáu, bốn. Bảy, bốn. Bốn, tám. Năm, tám. Tám, sáu. Chín, sáu. Và sáu, mười. Cơ hội ngày càng xa cho Hữu Quốc khi Đình Duy đã đạt đến điểm mốc thứ 10.
7, 10. Và 11, 7. Kết thúc trận đấu. Đình Duy thắng Hữu Quốc 3-1. Với chiến thắng 3-1 trước Hữu Quốc, Lê Đình Duy, Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh đã san bằng tỷ số 2-2 ở trận chung kết đồng đội nam. Trận đấu cuối cùng đơn nam giữa hai vận động viên Chế Nguyên, Công ty Xăng dầu Long Đồng gặp Trần Thịnh, Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định ngôi vô địch thuộc về đội nào. Chế Nguyên ở bên phải, trọng tài chính trong trang phục quần đen áo đỏ giao bóng trước, không đều. 1-0. Không, 2.
pha tỉ bóng chính xác của Chế Nguyên. Tỷ số hiện nay là 4-1. Năm. Năm, ba. Năm, bốn. Bốn, sáu. Pha đưa công hết sức hấp dẫn và phần thắng nghiêng về Chế Nguyên. Tỷ số hiện nay là 4-7. Khoảng cách hiện nay là 4 điểm nghiêng về Chế Nguyên. Xăng dầu Lâm Đồng. Tám, năm. Năm, chín. Sáu, chín. Chín, bảy. Chín, tám. Khoảng cách hiện nay chỉ còn là một điểm. Chín đều. Pha dự bóng chính xác của Chế Nguyên. Chín, mười. Và 11-9. Chế Nguyên tạm thời vượt lên dẫn trước ở ván thứ nhất.
Ván thứ hai Trần Thịnh giao bóng. 0 đều. Không, một. Một đều. Một, hai. Hai, đều. Hai, ba. Quả giải bóng hư thứ hai trong ván thứ hai của Trần Thịnh. Ba đều. Ba bốn. Năm, ba. Pha vừa người cứu bóng chính xác của Trang Nguyên. Chúng ta tỷ số xuống còn 5, 4. Trần Thịnh dứt điểm chính xác. Tỷ số hiện nay là 4, 6. May mắn đã nghi về Trần Thịnh khi bóng chạm lưới và Chế Nguyên đã lỗ đà. 4-7. Bảy năm. Bảy sáu. Sáu, tám. Sáu, chín. Mười, sáu. Khoảng cách này là 4 điểm, cơ hội để Trần Thịnh sang bằng tỷ số ở ván thứ hai. Và pha phản công chính xác đã kết thúc trận đấu 11-6. Tỷ số hiện nay là 1 đều qua 2 ván.
Ván thứ ba Chế Nguyên giơ bóng. Không đều. Không một. Một điều. Một hai. Ba một. Ba hai. Hai bốn. Ba bốn. Bốn điều. Bốn năm. Sáu bốn. Bảy bốn. Năm bảy. Năm tám. Tám sáu. Chín sáu. Bảy chín. Tám chín.
hai pha dứt điểm chính xác đã giúp Trái Nguyên rút ngắn tỷ số chỉ còn một điểm. Và 18. Cơ hội để Trần Thịnh kết thúc ván đấu thứ 3. Và tỷ số hiện nay là 10 đều. Sau khi hòa nhau ở hai ván đấu, ván thứ 3, hai vận động viên so kè nhau và tỷ số hiện nay là 10 đều. Trận đấu rất căng thẳng và kịch tính, chưa biết ai sẽ bước lên. Và 13-11. Chiến thắng ở ván thứ 3 nghiêng về Trái Nguyên, tạm thời vươn lên dẫn trước 2-1 ở trận đơn cuối cùng, nội dung chung kết đồng đội nam sau khi hai Thành phố Hồ Chí Minh và Xăng dầu Long Đồng hòa nhau với tỷ số 2 đều. Ở ván thứ 5 đơn nam, vận động viên nào thắng sẽ đưa đội mình đoạt chức vô địch đồng đội nam. Ván thứ 4, Trần Thịnh giao bóng, không đều. Không, một. Một đều. Hai đều. Hai ba. Thank you.
3 đều. Ba, bốn. Năm, ba. Sáu, ba. Pha gậy bóng chính xác của Trần Thịnh. Khoảng cách hiện nay là 4 điểm. 3, 7. Bốn, bảy. Pha đưa công hết sức hấp dẫn và phần thắng nghiêng về Chế Nguyên. Chúng ta tỷ số xuống hiện nay còn 7-5. Tám, năm. Chín, năm. Sáu, chín. Pha phòng thủ vững chắc của Trang Nguyên. Khoảng cách hôm nay chỉ còn 2 điểm. 9, 7. Tám, mười.
pha đưa công rất hấp dẫn và phần thắng nghiêng về cho Nguyên. Tỷ số hiện nay là 9-10. Và 11-9 kết thúc ván thứ tư, tỷ số là 2-2. Ván thứ năm quyết định ngôi vô địch đồng đội nam. Chế Nguyên giao bóng, không đều. Một không. Một đều. Một hai. Hai đều. Ba, hai. Mặc dù lỗ đà nhưng Chế Nguyên đã chờ 10 chiếc điểm đi sát. Hai, bốn. Tỷ số hiện nay là 5-2 nghiêng về Chế Nguyên của Xăng dầu Lâm Đồng. Năm ba. Thank you.
6, 3. Khoảng cách hiện nay là 4 điểm rồi. Như vậy là với chiến thắng hết sức kịch tính 3-2 ở trận đơn thứ 5, Chế Nguyên đã đưa đội công ty xăng dầu Lâm Đồng đạt chức vô địch đồng đội nam giải bóng bàn cúp các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng tăng cúp NTV lần thứ 3 năm 2016. Sau đây kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể khán giả nghỉ giải lao ít phút chuẩn bị dự lễ tổng kết và trao thưởng giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng tăng cúp NTV lần thứ 3 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là trận đấu cuối cùng của giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng trên cúp LTV lần thứ 3 năm 2016. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những hình ảnh của giải đấu qua phần thực hiện của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng tranh cúp LTV được diễn ra trong 3 ngày từ 28 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2016 với sự tham gia của hơn 150 cây vợt tham dự với 20 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Giải đấu gồm các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam hạng AB và đơn nữ hạng AB.
Trong những năm qua, giải bóng bàn tỉnh Lâm Đồng mở rộng tranh cúp LTV đã quy tụ được nhiều cây vợt mạnh trong và ngoài tỉnh. Các vận động viên có lối đánh đa dạng, chất lượng chuyên môn cao và đều. Trong giải đấu đã xuất hiện nhiều cây vợt trẻ với lối đánh tốc độ hiện đại, đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, lùi cuốn. Xin giới thiệu đến quý vị, đứng cạnh ảnh vừa bây giờ là bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Xin chào bà. Thưa bà, được biết năm nay là năm thứ 3 của cuộc thi giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng tranh cúp LTV, thì có rất là nhiều đội mạnh tham gia. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về các đội thi và các vận động viên năm nay so với những năm về trước ạ? Trước hết là qua hai lần tổ chức cái giải tranh cúp LTV của các câu lạc bộ Lâm Đồng mở rộng, thì lần này thì chúng tôi thấy rằng là các cái đội đến với cái giải của chúng ta lần này thì có nhiều vận động viên đã đạt được các cái giải khu vực và kể cả là giải quốc gia. Và chúng tôi rất mừng là trong cái đợt này thì chúng ta có 17 đội tham gia với gần 160 vận động viên. Ngoài những cái câu lạc bộ mạnh của Lâm Đồng thì chúng ta còn có cái sự tham gia của câu lạc bộ của các tỉnh như là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vũng Tàu, Bình Dương và Tây Ninh. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là đánh giá rằng là cái hiệu quả của cái giải này của hai lần trước cũng đã có cái tiếng vang. Thưa bà, qua mỗi trận đấu thì các vận động viên luôn cố gắng hết mình để có được những pha bóng đẹp. Vậy thì theo bà, yếu tố nào quyết định trong trận đấu năm nay để cho các vận động viên có thể giành được thắng lợi ạ? Đối với Lâm Đồng chúng ta thì cái bộ môn bóng bàn là một trong những cái bộ môn thế mạnh của tỉnh và có cái phong trào rất mạnh, và kể cả là các được cái sự quan tâm của các giới, các ngành, trong đó và nhiều lứa tuổi, kể cả là các vận động viên ở tuổi nhi đồng. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng để có những cái bàn bóng đẹp thì đó là một cái sự cố gắng, nỗ lực và rèn luyện thường xuyên của các vận động viên. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái sự nỗ lực của từng mỗi vận động viên và cái sự quan tâm đầu tư của các câu lạc bộ thì cái giải bóng bàn của chúng ta lần thứ 3 tranh cúp LTV lần này sẽ có những cái màn thi đấu rất là kịch tính, hấp dẫn và đem lại cái sự phấn khởi và một cái không khí sôi nổi cho những người dự khán trong cái hội thi, cái chương trình năm nay. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà và hy vọng rằng giải bóng bàn truyền thống của tỉnh Lâm Đồng sẽ ngày càng thu hút được sự quan tâm của quý khán giả nhiều hơn. Quý khán giả thân mến, và bây giờ thì anh Huy mời quý vị sẽ cùng qua tiếp tục đón xem những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được trong hai ngày vừa qua. Để có được một tinh thần thật sự thoải mái và những đường bóng thật sự rất là đẹp thì các vận động viên phải luôn luôn có sự trang bị cho mình thật là kỹ trước mỗi trận đấu. Và để hiểu rõ hơn điều này thì anh mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với huấn luyện viên Hồ Ngọc Thuận, huấn luyện viên của đội Family Gym. Xin chào anh ạ. Chào bạn. Ngày hôm nay được biết là đây là lần thứ hai anh theo dõi trận đấu bóng bàn, thì ngày hôm nay đến đây anh có cảm nhận như thế nào ạ? Lần thứ hai mình quay lại Đà Lạt, cảm giác rất là không khí giải năm nay có sôi động hơn giải năm ngoái. Năm nay có ban tổ chức Đài Truyền hình Lâm Đồng là có tăng cường thêm nội dung thi đấu của hạng A. Hạng A là dành cho các vận động viên đẳng cấp gần như là cao nhất của bóng bàn nghiệp dư. Thì qua những cái trận đấu của ngày hôm qua thì cảm thấy rất là những trận đấu rất là căng thẳng, hào hứng, đường bóng thì qua lại rất là nhiều. Và cái tính chất năm nay là hơi căng thẳng hơn vì phải có những trận loại trực tiếp thì mới được vào vòng trong. Theo anh Huy được biết thì trước mỗi trận đấu thì các vận động viên phải luôn luôn trang bị cho mình về sức khỏe cũng như là kỹ năng luyện tập. Vậy thì ở đội anh thì anh đã cho các vận động viên của mình luyện tập như thế nào ạ? Thì trước giải bên đội của Thuận là tập trung tập luyện một tuần 3 buổi, khoảng 3 giờ đồng hồ, từ 6 giờ đến 9 giờ tối tại câu lạc bộ, và có những cái bài tập và có những cái kỹ chiến thuật riêng để chuẩn bị cho giải đấu. Thì cái nội dung tập luyện nó sẽ khác cái nội dung hàng ngày, tại vì chuẩn bị giải đấu thì có những cái bài tập thiên về tấn công, giao bóng tấn công, đỡ giao bóng tấn công, và có những bài tập bổ trợ riêng như là đứng tập giao bóng hoặc là đỡ giao bóng để chuẩn bị tốt cho cuộc thi đấu. Vậy thì sau mỗi trận đấu thì mình sẽ rút ra những kinh nghiệm gì cho các vận động viên của mình ạ?
Như ngày hôm qua thi đấu xong ngày đầu tiên thì Thuận có về họp với lại đội và rút ra một vài kinh nghiệm, như là đánh ở trên Đà Lạt này nó khác đánh ở dưới Sài Gòn. Không khí loãng hơn, đường bóng đi nó cũng chậm đường bóng hơn. Thì hôm qua về họp thì có điều chỉnh về những cái động tác hoặc là những cái kỹ thuật ở trong bàn bóng, nó sẽ phải chỉnh tay lại hơi khác so với Sài Gòn để có thể bắt nhịp được cái bóng ở nơi này. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Quý khán giả thân mến, và bây giờ thì anh Nguyệt mời quý vị sẽ lắng nghe những chia sẻ của các vận động viên. Khi mà đến nhà thi đấu ở Đà Lạt ấy, thì mình cũng hơi bị ngợp một chút. Mình không nghĩ là mọi thứ được chuẩn bị rất là tươm tất như thế này. Và nó tạo được một cái không khí rất là chuyên nghiệp cho các vận động viên. Hôm nay tôi tới đây thì tôi thấy cái sân này với cái cách tổ chức rất là tươm tất. Cho nên tôi rất là vui vì thấy một cái giải bóng bàn cũng Âu có.